Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Dung mới đi tập vật lý trị liệu về cô chú anh chị xong rồi mình ghé đi chợ luôn. Dung mua xúc xích nè, mua xúc xích. Xúc xích hôm nay giảm giá 5 euro một ký, bình thường là 9 đồng mấy á. Giảm giá mua về cho con Dung trưa ăn trưa luôn. Bây giờ mình đi về. Ở đây là cái chiếc xe mà gắn bó với Dung là gần 10 năm rồi đó cô chú anh chị. Cái xe này mình mua không 9 năm mấy thôi, mà lúc mà có bầu á, vừa mới có bầu tụi nhỏ là mua chiếc xe này nè, có 2.500 thôi lúc đó thôi đó, mà chạy tới giờ luôn cô chú anh chị, mà đều sửa nhiều lắm nha, bây giờ chạy tới 200 mấy chục cây rồi, nhưng mà đều đi lâu lâu rồi mình để đi chợ trong làng rồi này kia thôi, lúc mấy lần tại vì sửa nhiều lắm, tốn tiền chiếc xe này dữ lắm nè. Sáng Dung đi chợ mua bông nè cô chú anh chị, mua bông để trưng ở ngoài nghĩa trang á, mà mình đi bông này là gần 4 euro một bó, khoảng 100.000 bó này nè. Mà Dung đi mấy cái siêu thị kia nữa, cái siêu thị bên kia thì nó bán bông ba màu đẹp hơn. Bây giờ gia đình Dung đem hoa ra nghĩa trang cho bà mẹ chồng, rồi cho chú chồng, rồi cho cháu nữa, rồi bạn bè cũng xã Dung. Đây là nghĩa trang mà nơi gia đình ông xã Dung chôn cất. Còn một tuần nữa mới tới lễ Thanh Minh nhưng cô chú anh chị, nhưng mà nhà Dung đem hoa ra lúc nào sớm hết trơn á. Năm rồi thì ông xã Dung chạy về để giống như lau chùi mộ, quét mộ luôn này kia đó. Một cái ngôi mộ như vậy có 7-8 chỗ lận, tùy theo gia đình bao nhiêu người cô chú anh chị. Thì ở trong này á, là có ba mẹ chồng Dung nè, rồi ông bà nội chồng, rồi chú chồng ở trong nữa. Ông xã Dung dạy cho tụi nhỏ làm dấu thánh giá trước mộ của ông bà nội. Tại vì hồi sanh ra là nuôi được 7 tháng là bà nội mất rồi. Sáng thì bà nội còn đi chơi lô tô, chị có người bạn lại rước bà nội chơi lô tô. Chiều về cái ăn cơm á, cô chú chị ngồi trên bàn rồi xong rồi cái ngất xỉu rồi cái đưa vô bệnh viện là bà mất luôn á. Đi rất là ngọt luôn. Bây giờ mình đi qua thăm mộ của cháu. Cháu ông xã Dung hôm rồi là bị tai nạn xe đó cô chú chị. Mất rất còn rất là trẻ. C'est le show qui est plus grand, plus haut, plus difficile, plus différent. Có nhiều cái người ta làm đẹp lắm nha cô chú anh chị. Quá trời luôn. Những cái gia đình người ta là mộ mà người ta để tên hết rồi đó. Ở dưới này nhiều cái học chứ lắm. Đây là gia đình của một cái bạn cũng sẽ dùng người Trung Quốc. Chu Trung Chen. Cái mộ mà đẹp đắt nhất cái chỗ này. Trong một cái mộ có rất là nhiều cái hộp, khi mà người ta chôn cất á, thì người ta để cái hòm lớn ở dưới nhưng cô chú anh chị, mà khi nào đầy rồi hết chỗ á, thì bắt đầu người ta sẽ lấy ra và người ta để lại trong một cái hộp nhỏ hơn để tiết kiệm chỗ á. Cái này á, là em họ của ông xã Dung á, làm bên người chôn cất, thì cái như ai mà mất thì là ông này ông làm hết. Thì ở bên này á, thì cái chỗ mà mình thêu á thì mình sẽ để rời ở ngoài, những cái học rời ở ngoài là dành cho mấy người thêu. Thì ông xã Dung rất là bất ngờ luôn, tại vì có một người bạn của ông xã Dung vừa mới gặp đây mà ổng đi săn thú rừng đây nè cô chú anh chị, mình trời nay hơn nhìn thấy tên ở trên đó rồi. Bên này á, đi thăm mộ thì năm đi có ngày này thôi cô chú anh chị, nhiều người ta còn không đi nữa, có nhiều người mộ người ta bỏ hoang luôn á. Cái mấy người xung quanh thấy vậy cái bắt đầu cũng mua hoa để vô cho người ta. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian đi thăm nghĩa trang với gia đình Dung nhé.